Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. Đại tướng Đỗ Bá Tị bày tỏ niềm kính trọng đối với những đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua, đồng thời mong muốn với những kinh nghiệm đúc kết được, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đại tướng Đỗ Bá Tị gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới đến gia đình nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.